Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đại biểu Quốc hội đề xuất xử lý hình sự hành vi mua bán thai nhi. Chủ tịch tập đoàn Asanzo trốn thuế gần 16 tỷ đồng như thế nào? Thanh Hóa, con em lãnh đạo được tuyển trái quy định vào trường dân tộc nội trú. Tuyển Đức trả giá đắt cho tấm vé vào vòng 1/8 Euro 2024. Đấu súng kinh hoàng ở Dagestan, hàng chục người thiệt mạng. Sáng 24 tháng 6, Quốc hội thảo luận về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Trần Khánh Thu, Thái Bình dẫn báo cáo của Bộ Công an trong 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2022, cả nước đã phát hiện 394 vụ với 837 đối tượng vi phạm pháp luật và tội phạm về mua bán người. Đặc biệt, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng mua bán thai nhi, mua bán nam giới để cưỡng bức lao động trên tàu cá. Việc mua bán thai nhi là hành vi bắt đầu diễn ra từ thời điểm đang mang thai đến khi đứa trẻ chưa chào đời, nên chưa có hậu quả xảy ra, dẫn tới khó khăn cho công tác xử lý. Pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay cũng chưa quy định đối với trường hợp mua bán thai nhi, vì thai nhi không phải là trẻ em được sinh ra. Các đại biểu cho rằng, bổ sung hành vi này vào tội phạm mua bán người sẽ thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của thai nhi, phù hợp với các giá trị đạo đức và nhân văn. Cơ quan chức năng xác định nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa bán cho công ty Asanzo lại giao chính người lao động của doanh nghiệp này đứng tên để bùa phép hóa đơn trốn thuế. Trước khi bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, ông Phạm Văn Tam và tập đoàn Asanzo đã vướng hàng loạt thông tin về việc trốn thuế cũng như việc sử dụng hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam chất lượng cao. Cụ thể, doanh nghiệp này nhập hàng Trung Quốc nhưng sau đó cho công nhân bóc tem Made in China để thay thế bằng Made in Việt Nam. Công ty cổ phần Asanzo được thành lập vào tháng 10 năm 2016 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Chủ đầu tư lớn nhất của tập đoàn Asanzo là ông Phạm Văn Tam, góp vốn 90 tỷ đồng, sở hữu 90%. 10% vốn còn lại chia đều cho 5 chủ đầu tư khác, trong đó có ông Phạm Xuân Tình, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Asanzo. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa vừa công bố quyết định tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong công tác tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mường Lát. Theo báo cáo, kết quả xác minh của Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát ngày 10 tháng 6 năm 2024 cho thấy, từ năm học 2020-2021 đến năm học 2023-2024, nhiều học sinh là con của cán bộ công chức giáo viên được xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát không đúng quy định, thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Trong số đó có con hiệu trưởng và con của trưởng phó các phòng ban trong huyện Mường Lát. Chủ tịch UBND huyện Mường Lát yêu cầu trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ban giám hiệu và các cá nhân có liên quan trong việc chỉ đạo điều hành nhà trường dẫn đến những tồn tại hạn chế trên. Trong trận đấu ở lượt trận cuối bảng A Euro 2024, Đức chật vật mới có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ. Họ bị đối thủ vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Endoy ở phút thứ 28. Mãi tới phút 90+2, Đức mới có bàn thắng gỡ hòa do công của Fulrup. Với kết quả này, Dimanchak đã giành ngôi đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Họ sẽ đối diện với đội nhì bảng C ở vòng 1/8 Euro 2024. Dù vậy, đội tuyển Đức phải trả giá đắt sau trận hòa trước Thụy Sĩ. Họ có nguy cơ mất cặp trung vệ chính thức ở giải đấu này là Antonio Rudiger và Jonathan Ta vì những lý do khác nhau. Jonathan Ta sẽ phải nghỉ trong trận đấu tiếp theo của đội tuyển Đức vì bị treo giò sau khi nhận đủ 2 thẻ phạt. Trong khi đó, Antonio Rudiger dính chấn thương đùi trong lúc ăn mừng bàn thắng. Nếu cả hai trung vệ chủ chốt cùng vắng mặt, đội tuyển Đức có thể phải đối diện với thảm họa vì ba trung vệ còn lại có kinh nghiệm thi đấu quốc tế rất hạn chế. Ngày 24 tháng 6, người đứng đầu Cộng hòa Dagestan vùng Bắc Caucasus của Nga, ông Sergei Melikov cho biết, ít nhất 15 cảnh sát và một số dân thường, trong đó có một linh mục đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của phiến quân nhằm vào các giáo đường Do Thái và nhà thờ chính thống giáo ngày 23 tháng 6. Xe bọc thép đã được điều động tại quốc gia này ngay sau vụ tấn công. Chính quyền Cộng hòa Dagestan cũng tuyên bố để tang trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 6. Theo đó, các cơ quan công quyền sẽ treo cờ rủ. Mọi hoạt động vui chơi giải trí bị hủy trong thời gian này. Các hãng thông tấn của Nga dẫn nguồn tin của Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết lực lượng chức năng đã tiêu diệt 5 tay súng, trong khi con số mà giới chức Dagestan đưa ra là 6 tay súng. Truyền thông nhà nước Nga dẫn nguồn từ cơ quan hành pháp cho biết, trong số những đối tượng bị cảnh sát bắt giữ liên quan đến các vụ tấn công này,
có người đứng đầu quận Sogokala của Cộng hòa Dagestan bị tình nghi có hai con trai tham gia vụ tấn công này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.